Thưa quý vị, vào ngày hôm qua, Tòa Nhân dân tỉnh Đồng Nai tiếp tục đưa vụ án buôn lậu gần 200 triệu lít xăng ra xét xử sơ thẩm. Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử tiến hành xét hỏi bị cáo Lê Thanh Trung, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn xăng dầu Tây Nam 01 SVKP, Thành phố Hồ Chí Minh và các đồng phạm tham gia giúp sức tuôn xăng lậu ra thị trường. Trung được xem là mắt xích quan trọng trong việc tiêu thụ hơn 100 triệu lít xăng từ bị cáo Nguyễn Hữu Tứ. Theo cáo trạng, Trung góp vốn thành lập 4 công ty kinh doanh xăng dầu. Năm 2020, Tứ liên hệ bán cho chung nguồn xăng nhập lậu thấp hơn giá bán xăng lẻ và được chung đồng ý. Tính từ tháng 3 năm 2020 đến tháng 2 năm 2021, Trung đã giúp tứ quản lý tiêu thụ hơn 100 triệu lít xăng, thu lợi gần 56 tỷ đồng.